Chào mừng cả nhà trở lại với video tiếp theo của kênh Trải nghiệm Đó Đây TV. Thì là theo yêu cầu của anh em là kêu mình là hỏi mình là cái phao đào để phù hợp đánh những cái gì. Thì trước tiên là mình nói về con cá phi đi nha mấy bạn. Thì cá phi thì mình có chọn mấy cái dòng phao như là mình đánh cá phi thì là mình đánh phao cỏ. Đó là mình đánh cái phao cỏ. Là cái phao, những cái phao cỏ mà mình thích đánh phi và chép những cái cần mà dạng mình đánh cái cần mà ngắn các bạn, cần mà 3m6 á, thì mình thấy là đánh dạng phi thì đánh phao cỏ nó sẽ ổn định hơn mà nó báo là nó chuẩn hơn. Thì anh em hiểu mình chia sẻ về là phao trục với lại đánh phi là nhìn cái phao nào cho nó phù hợp. Thì đây nè, và các bạn nhìn phao cỏ nó có hai cái dạng bầu khác nhau nè, các bạn thấy không nè. Đó, mình đưa gần cho các bạn thấy cái dạng bầu nè. Bầu này là nó nhỏ nè, cái này là cái bầu dài nè. Đó, các bạn nhìn thấy rõ không? Đó, đó các bạn chịu khó nhìn ha. Thì á, thông thường hiện bây giờ anh em hay mua cái phao mà nano á, mà mình cứ hỏi anh em thì anh em nói là mua 250-300 có cái tới 400.000 cái. Còn mấy cái phao cỏ thì mình mua nó giá chắc khoảng tương đương 100-120 tùy theo người bán thôi, tùy theo các bạn thích mua của người nào, nó thương hiệu nó ngon hay nó dở thôi. Thì hôm vừa rồi là bạn Tân Quốc Nguyễn, fan của kênh thì có tặng mình mấy cái phao cỏ mà mình đánh mình thấy rất là vừa ý. Bạn ấy làm thì cũng vì đam mê thôi. Đó, hai cái phao, hai cái bầu nó khác nhau, các bạn thấy không? Đó, vì sao nó có hai cái bầu khác nhau thì mình bắt đầu mình diễn tả cho các bạn. Cái phao này á, cái bầu nhỏ này á, khi các bạn đánh xuống á, cái phao nó nằm vậy nè, nó lâu lắm nó mới đứng dậy. Thì á, là cái phao này á là nó thích hợp và các bạn đánh con cá nó thật là nhát nè. Cái hai nữa là các bạn đánh theo cái dạng vuốt, cái dạng rơi á, thì là đánh cái cây, cái phao nhỏ này là nó vừa nè, nó dài có 38 phân thôi, coi như 40 phân, cái này 40 phân. Còn đánh phi á thì tại sao các bạn chọn cái trục nó nhỏ? Thì mình tính vậy cho nó dễ nè. Ví dụ các bạn đánh cái phao mà nó dưới 100 gram chì á, thì các bạn nên đánh cái dây trục nó khoảng cỡ tầm 1.5 trở xuống thôi. Đó, 1 chấm trở xuống thôi, 1 chấm trở xuống. Tối đa là 1.5. Còn cái thẻo á thì là các bạn đánh từ 0.8 trở xuống thôi. Thì tại vì cái trục với cái thẻo á nó phải chênh lệch gấp đôi nhau. Đó, thì để chi, để con cá nó có lòi cái lòi đứt cái thẻo đi á, thì nó không có đứt cái trục của mình. Thì thí dụ như các bạn đánh cái trục càng lớn, cái thẻo càng lớn thì cái trục các bạn nhân đôi lên thôi. Thì là cái phao á, thì các bạn nói là không có canh được cái cục lửng, cục đáy, đúng. Cái phao mà cỡ tầm dưới 1 gram chì các bạn không bao giờ canh được cục lửng, cục đáy đâu nha. Thì các bạn canh đánh phi mà theo mình á, đánh phi nhát á, thì các bạn canh 4-2. Các bạn để hai đốt trên vậy nè, khi nào mà nó mất hai đốt thì các bạn đánh thôi. Còn cái nhịp đánh của con phi á, có nhiều anh em đó là chưa biết được cái nhịp, cho nên mình giật loạn xạ thì nó không có dính được. Nếu mà các bạn không có canh kịp á, thì các bạn cứ giữ cần, các bạn thấy cái phao mà nó xuống, nó đang trên đà xuống á, thì các bạn giật. Chứ thì thông thường thì mình cứ lúc phao là mình giật thôi, lúc là mình đánh thôi. Đó, thì còn không kịp thì các bạn cứ canh ở lúc nó đang xuống á, nó đang xuống vậy là các bạn đánh nó luôn. À, thì nó sóc đầu sóc, có dính đầu dính. Thì mình á, thì mình thích chơi phao cỏ. Còn tiếp theo nữa, chép á, thì các bạn dùng cái phao nào cũng được. Nhưng mà nó tại sao á, là khi người ta làm cái phao á, nó từ 1 gram 2 chì cho đến nó là tới 4 gram chì. Cái các bạn đánh cái trục càng to thì các bạn phải chọn cái phao, cái bầu nó lớn để cái độ tải cái sợi dây nó mới nổi. Chứ còn nếu như các bạn đánh sợi dây 4 chấm mà các bạn đi dùng cái phao cỏ có 0.8 gram thì nó không có phù hợp. Thì cái phao nó báo cái tín hiệu con cá nó ăn á, là nó báo nó không có chuẩn. Chính vì vậy thì các bạn đóng con cá nó không có chính xác được, thì nó không có dính. Cho nên là nếu các bạn đánh cần dài, đánh trục lớn, thẻo lớn thì các bạn chọn cái phao tải chì to. Còn nếu các bạn chơi trục nhỏ, đồ nhỏ, nói chung lưỡi nhỏ, dây nhỏ, thẻo nhỏ, thì các bạn chơi cái phao nó tải chì nhỏ. Mà đánh thì thường thì đánh cần ngắn. Tại những cái phao tải chì nhỏ thì đó là thông thường thì để dùng đánh phi với đánh mấy con cá phía bên trong thôi. Đó thì đó là về phao. Còn về trục thẻo thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn đây để chính xác hơn. Cái hai về nói về bầu phao. Thì về cái bầu phao á,
Có nhiều bạn nói là không làm sao để canh được cái cục lửng với cái cục đáy là lý do tại sao, là vì mình phân tích cho các bạn. Ví dụ như các bạn xài cái phao mà nó có tải có 1 gram chì, trong khi đó các bạn xài chục là chục 4 chấm, thẻo 2 chấm, rồi hai cái lưỡi phía dưới nữa, thì nội như vậy không á, cái phao nó tải nhờ của các bạn không mà đã muốn không nổi rồi, thì làm sao mà nó tải được chì. Thì khi cái độ mà con cá nó nhịp á, thì nó lên xuống á, thì là cái sợi dây nó máng nước thì cái phao nó đâu có nhảy nổi. Cho nên chính vì vậy á, về cái hộp phao nano mà các bạn hay mua ở quầy thị trường, cho dù nó rẻ đi, đây này các bạn nhìn nè, đúng không, nhưng mà những cái bầu nó đều khác nhau. Thì cái bầu lớn là để dành cho các bạn đánh dây lớn, đánh xa. Ví dụ như các bạn đánh cần dài đi, các bạn đánh cần 6-3 đi, mà các bạn đi xài cái bầu giống như cái bầu hổ đấu này, thì làm sao mà cái phao của các bạn nó nhảy chính xác được. Tại vì lý do là sao, tại vì là khi cái dây đường các bạn dài, thì cái độ nặng, cái độ trì xuống đó của cái sợi chà nó dài, thì khi con cá ăn nó nhảy lên nhảy xuống đó là nó không có chính xác để cho các bạn thấy được. Thông thường thì đánh phi mình cũng đánh tối đa 4,5 m, chứ còn nếu mà là tầm 5,4 m thì ai mà thấy đường đâu nữa mà đánh. Có các bạn trẻ thì trẻ thì các bạn mới thấy đường để đánh thôi. Thì đó là mình cứ tính về cho các bạn dễ tính đi. Cái phao mà từ 1 gram chì trở xuống thì các bạn xài chục tối đa, gọi là cái chục tối đa luôn á, là khoảng cỡ 1.5 trở xuống thôi, là cái phao á là xài cho dành cho cái phao 1 gram chì trở xuống. Còn cái cước mà các bạn xài 1.5 trở lên á, thì các bạn nên dùng phao ít nhất cũng phải được 1.4 gram chì, rồi kéo dài lên trên. Thì như vậy á, thì cái phao mà khoảng 1.4 gram chì á, thì các bạn có thể xài từ dây 1.5 cho đến 3 chấm. Rồi cái dây mà cái chục lớn hơn nữa, các bạn chục xài mà từ 3 chấm đến 5 chấm, thì các bạn xài cái phao khoảng cỡ 2 gram chì. Tại vì cái gì nó cũng có nguyên lý của nó hết, chứ không phải tự nhiên người ta làm cái phao cho các bạn là số 1, số 2, rồi số 3. Rồi các bạn xách một các bạn đi mua cái phao số 1 thôi, thì nó có 1,4 gram chì. Trong khi các bạn xách ra các bạn đánh cái cần 6,3, thì dĩ nhiên con cá nó ăn nó báo các bạn cũng biết, nhưng mà về cái độ đẹp của cái phao, cái độ chính xác của cái phao là nó không có chính xác được. Còn lý do tại sao á là đánh phi với người ta hay dùng cái phao ti mềm đó, là chi cái độ nhảy của cái phao ti mềm nó chuẩn hơn là cái phao mà ti lớn. Tại sao nó chuẩn hơn là cái phao ti mềm á, khi con cá nó ăn nó xuống một nhịp phao á, thì nó sẽ trả lại một nhịp phao cho các bạn đó. Chứ còn cái phao ti cứng giống như vậy nè, thì các bạn chỉ cứ dành đánh chép, chứ còn đánh phi á thì nó cái độ của nó không chính xác. Tại vì sao, có khi con cá nó ăn xuống vài cái là nó lên á, khi nó lên á thì nó lên thành 1,5 m, rồi khi xuống thì xuống con nấc, thì cái độ của nó là nó không có chuẩn mực, là lý do sao trong cái ti nó lớn thì cái sợi thủy tinh nó nhiều đó, cho nên cái độ nhảy nó không có cao. Còn thường thường mấy cái phao cỏ thì ở ngay chỗ tầm này á, thì nó to nè, nhưng mà dần dần lên trên nó nhỏ, cho nên khi nó xuống vậy á thì nó lên như con thoi vậy, nó lên lại thì là nó xuống một nấc lại là một nấc. Đó là những cái phao gọi là đánh chuẩn. Thì đánh những cái con phi nhát ở dịch vụ thì các bạn canh 4-2 thôi, thì các bạn cứ để hai đốt vậy, nó vừa lúc hai đốt là các bạn đánh là nó chuẩn. Còn cái nhịp đánh á, thì có nhiều anh em á là nói là không có biết cái nhịp để đánh phi. Thì ví dụ như nó thụt cái các bạn đánh đâu có kịp đâu, thì thông thường các bạn gần các bạn thấy nó trên đường nó đi xuống vậy nè, trên đường nó lún xuống thì là các bạn đập là cũng 80-90% là nó dính. Chứ các bạn chờ nó thụt cái về các bạn quýnh là nó đã nhả rồi, thì nó không có kịp cho các bạn. Còn con nào mà nó ngậm nó nuốt luôn thì nó nuốt rất là sâu. Cho nên là khi mà canh phi á, mà để dễ đánh nhất là các bạn cứ đang canh vậy, cái phao nó vừa xuống là các bạn nó đi xuống là các bạn đánh liền. Còn nó nhíu vậy thì các bạn không đánh được, đánh nó không dính được. Đó là về cái vấn đề phao và trục thì mình cũng đã nói qua ngắn gọn vậy. Thì có nhiều bạn hỏi mình á là cái cước tàng hình nó như thế nào, thì có nhiều anh em đi câu lâu á thì trả lời là cái cước tàng hình là nó trong, nó ở trong nước thì nó trong, nó tàng hình trong nước. Không phải, mà mình phân tích cho các bạn nghe tại sao gọi là carbon mà gọi là cước tàng hình. Bởi vì á, cái tế bào trong mắt con cá nó hình nón, cái con vật á, hai cái bào nguyên thủy của nó là màu trắng và màu đen đó, nó nhìn thấy màu trắng màu đen, còn những cái màu khác là nó không thấy. Chính vì vậy cái sợ mà
đó, sợi carbon á thì nó trong, thì con mắt con cá nó không có nhìn thấy được, nó chỉ thấy được màu trắng với màu đen thôi, còn cái hình trong là nó không thấy được. Thì chính vì đó người ta mới gọi nó là dây tàng hình. Chỉ có một hai loài cá mà nó nhìn thấy được thêm ba màu nữa, là cái con cá cá đỏ thì nó nhìn thấy thêm được ba màu đó, đỏ với lại lục lam đó, chứ còn lại á màu tím với lục lam đó, chứ còn lại á thì là nó không có nhìn thấy được dây. Cho nên tại sao đánh phi người ta hay dùng dây carbon, là cái thứ nhất á là để cái độ báo của cái phao nó chuẩn, cái hai á là con nó cái dây nó con cá nó không thấy. Còn có chứ không ai mà xách cái sợi dây BE mà đi đi đánh đánh con phi cả, tại vì cái sợi dây BE nó thường là màu xanh hoặc màu tím, thì trong cái hình thể con mắt nó, của con cá nó sẽ thấy ra là màu đen, nó giống như con cỏ nó ra màu đen. Thì còn lại á thì đó, mình biết tới đâu thì mình chia sẻ tới đó, còn các đại sư mà thấy có cái gì hay hơn á thì chia sẻ thêm cho mình, chứ đừng có ném đá mình thì tội nghiệp mình. Còn đây là những cái cước khẻo mà mình đang dùng, đã và đang dùng, mình dùng dây to lắm mấy bạn. Thì đây nè, hiện giờ là hôm vừa rồi thì mình có mua hai cuộn này để đánh phi nè, đó cây cô nè, nhưng mà mình thấy nó không có được ổn lắm. Về nói mà cái độ chấm điểm á thì mình cho rằng là nó không không được ổn lắm. Cái mà mình đang thích xài nhất trục á, lưỡi thì mình đang xài lưỡi Seiko này các bạn, xài carbon mấy cái loại này nè, như những cái loại này. Để mình quay đây, góc nào cho nó sáng hơn cho các bạn dễ nhìn đó. Đó, giá thì nó có giá đây nè, cuộn này là 200, cuộn này có 180. Mà cái trục á là mình đang thích nhất là cái trục này, elong nè, nó 2 chấm nha, nhưng mà so với cái này nè, cái nhựa nó đây nè, này nó to vậy nè ha, sợi của thằng 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 DMV mấy cái này chắc thằng nhái thôi đó, mà cái sợi này nó rất là mảnh nha các bạn, sợi nhựa nó mảnh lắm, cho nên là mình dùng nó mình đây nè, mình đang dùng nó mình để mình đánh phi, tự nhiên hổm là mình ra tiệm phong câu mình mua nè, mình thấy mình thích ghê, mình xài mình thấy nó rất là dẻo. Còn cuộn này thằng đệ tử cho, còn cái loại mà thẻo mà mình xài từ xưa giờ mình đánh chép á thì mình xài của thằng ta xe văn nè đó, thì các bạn mua cái nhựa mà nó đúng xịn đó, đó thấy không, thì hình con cá nó như vậy đó, có con cá nó đậm hơn là nó đồ đồ dởm nha các bạn đó, với màu chữ nó các bạn thấy khác không. Giờ trên thị trường đồ dởm nó nhiều lắm. Còn lưỡi á, mà lưỡi có ngạnh á thì mình xài là số 5 nè, mình xài Maruto số 5 đó. Còn lưỡi mà mình đang cho đánh chép á thì mình đánh là Seiko đó, với lại mình đánh số 8 với số 10 đó đó. Còn cái cục cuộn mà mình yêu thích nhất từ xưa giờ là cái cuộn quán quân màu xanh lá đó. Còn cái trục Vali này đó, nó là dạng hàng nhái thôi nhưng mà nó xài cũng được lắm nè bạn, nhưng mà cái sợi nó hơi to đó, cho nên cái mà mình thích nhất hiện giờ là cái trục này, mình thấy mình xài rất là tốt. Bữa mình mua ở tiệm phong câu đó thì là mình cũng chia sẻ với các bạn. Còn cần cần câu á thì đây nè, mình chơi nguyên một cái combo cần hỏa hổ tần long 3 cây nè đó, thì mình mua của thằng của câu cá và cắm trại các bạn nè, 3 cây đó. Nhưng mà mình rất là thích nha, những cái cần bạn câu mấy cái này các bạn thấy đó là cái độ cong, cái độ tải của nó mình không có biết là 19 hay 28 mình không biết, nhưng mà cái mình những cái dây cần á là mình cầm á là mình thấy nó nhẹ.